Hello, Thanh Mai xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn ơi, thì hiện tại đó Thanh Mai đang đi tham quan nhà của một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Là các bạn có biết không, là cái thời vua Càn Long đó các bạn. Thì Trung Quốc có một vị tướng mà gọi là vị quan đó các bạn, mà rất là nổi tiếng. Và ông ấy là không chỉ là một cái quan tham mà giàu nhất trong lịch sử của Trung Quốc, mà ngược lại vào thế kỷ thứ 18 thì ông ấy còn là một cái người cho các bạn giàu nhất trong trên thế giới luôn đó các bạn. Ông đó chính là Hòa Thân đó. Thì thực ra đó các bạn, tại cái thời điểm mà Hòa Thân, cái thế kỷ 18 lúc mà Hòa Thân làm quan đó các bạn, thì thực sự Hòa Thân là một người đàn ông các bạn, thực sự là rất là thông minh và bản lĩnh luôn đó các bạn. Thực ra là không phải là giống như trong bộ phim Tể tướng Lưu Gù, Hòa Thân là một cái nhân vật mà dạng như là mập đó các bạn ha. Nhưng mà thực ra là đúng trong cái lịch sử của Trung Quốc ghi lại đó, thì Hòa Thân là một cái nhân vật ổng rất là đẹp trai và gọi là mỹ nam luôn các bạn ha. Ngoài ra thì ông ấy rất là giỏi rất là nhiều ngoại ngữ, ông làm kinh tế rất là giỏi đó. Ông nói chung là ông ấy cái diện bán đó các bạn, đó, miễn là có tiền là được. Đó là một trong những cái người thật ra là cũng rất là giỏi. Bây giờ các bạn đi theo, mọi người đang đi tham quan phủ Hòa Thân, nhà của Hòa Thân các bạn, một trong những quan tham nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, và ngân khố của ông nó gấp 5 lần ngân khố nhà nước Trung Quốc luôn á. Và bên tay phải là khu vực phố cổ ha, phố cổ luôn. Có nhà có nhiều quan Tống Khánh Linh, nhà Tổng thống. Ở đây có mấy cái nhà cổ đẹp quá. Bên đó có cái nhà đẹp quá. Cái đây là Đại học Phổ Nhân ha. Cái đây là Đại học Phổ Nhân, được xây dựng vào thời Chiến Quốc. Nó là tiền thân của Đại học Sư Phạm ha. Bây giờ gọi là Đại học Sư Phạm ha. Thực ra cái kiến trúc của cái phủ Hòa Thân á, nó cũng giống như là cái kiến trúc của Đại học Phổ Nhân ha. Đó, đây là cái cửa vô chỗ nhà Hòa Thân nha các bạn ha. Mọi người qua cái cửa này xong rồi các mọi người cần phải đi vô mua vé nữa ha. Phải đi vô vé ha. Đó, welcome to the Prince Kung Palace Museum. Vào cửa xong là mọi người phải xếp hàng ở đây nè các bạn, để các bạn mua vé ha, vé tham quan ha. Đó, cần phải mua vé tham quan ở đây. Đó, sau khi mua vé tham quan thì bắt đầu mới vô trong tham quan ha. Mọi người sẽ thấy đây là cái sơ đồ của phủ Hòa Thân. Đó, sơ đồ của nhà Hòa Thân nữa các bạn ha. Bên cạnh đó là có thông tin giới thiệu nè. Đó, thông tin giới thiệu về nhà của Hòa Thân nha các bạn ha. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Đó, rất là chi tiết luôn ha. Sau khi mua vé xong các bạn sẽ xếp hàng ở đây ha. Đó, xếp hàng vô đây và cần phải có hộ chiếu ha, mới mua vé được nha. Cần phải có hộ chiếu thì mới mua vé được đó. Mọi người xếp hàng vô đây mua. Sau khi mua vé xong, đây là cái vé và chúng ta cần có hộ chiếu nữa ha. Trong vé có sơ đồ tham quan luôn nè đó ha. Đó. Sau khi qua cửa soát vé xong sẽ vô một cái khu vực như vậy. Đó, thấy không? Đây là cái khu vực nhìn lướt qua là người không là người, thấy không? Đó, đây là khu vực sân người, người ơi là người ơi. Đây là cửa chính của nhà Hòa Thân á, là Hòa Thân xây cái nhà này năm 26 tuổi. Năng lực cá nhân của mình để đem tới phục vụ cho em trai của mình. Hai năm
là cái tình cảm nó tốt hết. Em trai của Hòa Thân mất à? Ừ, Hòa Thân thì rất là buồn, ốm 3 tháng mới khỏi. Nên là buồn khóc rất là nhiều. Cái Hòa Thân á, thì bắt đầu hy vọng thông qua nỗ lực của mình. Mấy tuổi, 9 tuổi biết làm cái gì thì phải đi học rồi. Người ta nói, ở trên trời, nếu mà đóng cửa phát triển của mình đang quyết định mở một cái cơ sở nhỏ cho mình. Cái Hòa Thân á thì được đi học ở trong một cái trường học rất là nổi tiếng của khoảng ở của Từ Tâm Thành. Cái trường học này gọi là Hàm An Cung Quan Học, là chuyên môn đào tạo con cháu của hoàng tộc. Những người giáo sư ở trong cái trường học này hoàn toàn cũng là những người có học thức nhất của cái nhà nước này. Vua hy vọng con cháu của nhà vua đều hoàn toàn xuất sắc hết. Cái Hòa Thân á, tại vì cha Hòa Thân làm tổng tư lệnh của khu quân đội Tỉnh Phúc Kiến, cho nên thì được phép đi học ở trong cái trường học này. Thế đi học ở trong cái trường học này, Hòa Thân bị cả này cũng bị người ta ăn hiếp, tại vì không có bố cũng không có mẹ. Suốt ngày thì đi một mình đi làm, quần áo đồ xài cũng không phải là hoành tráng hay là đầy đủ giống như người ta. Thế những người kia thì có cha mẹ, gia đình người ta cũng rất là giàu có. Bố lại làm quan nữa, cho nên thì cả ngày ở trong cái lớp học này bị người ta đánh, bị người ta ăn hiếp, cho nên Hòa Thân nó cảm giác nó rất là khó chịu. Nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh vất vả khổ sở như vậy, Hòa Thân vẫn kiên trì đi học. Ở trong cái lớp học này, Hòa Thân là giỏi nhất. Thế nhưng mà thường xuyên bị đối đãi còn bạn. Có một lần á, có một người học sinh thì đem một cái bài thơ đưa cho thầy của Hòa Thân để cho Hòa Thân nhìn thấy, xem thấy thì báo cho thầy biết. Thầy xem Hòa Thân chửi thầy, viết thơ chửi thầy. Thầy mới đem cái bài thơ này dở ra thì mới chửi Hòa Thân, đồng thời lấy thước để đánh vào tay của Hòa Thân. Thế Hòa Thân mới giải thích, thầy cái này không phải là con viết. Thứ nhất, bài thơ này viết không phải là con. Thứ hai, Càn Long có Hòa Thân có tổng cộng là 16 căn nhà, và đây là một trong những căn nhà của ông ấy thôi ha. Nhà này có tổng cộng là 6 hecta. Nhà này nó thể hiện cái trí tuệ của Hòa Thân và cũng tài lực của Hòa Thân luôn ha. Cái khu này là khu là công chúa thứ 10 của Càn Long đã lấy Hòa Thân, lấy con trai của Hòa Thân. Hòa Thân đã nhường cái phía đông cho con dâu ở, tại vì con dâu là con của vua Càn Long, là một trong những cái cô, là một cô gái được Càn Long rất là yêu thích. Thế nên khu này là cái khu mà Hòa Thân sẽ dùng để ở. Và cái khu này là được trang trí rất là nhiều những cái đồ dạng như là trang trí nội thất rất là mắc tiền ha. Nhưng mà sau khi Hòa Thân bị bắt rồi thì bị tịch thu hết tất cả những cái tài sản ha, tịch thu hết tất cả các tài sản. Rồi. Chúng ta vào bên trong. Đó. Tại vì đi vào mùa đông. Bây giờ mình đi vào trong mình xem hình của Hòa Thân ha, hình của Hòa Thân thì như thế nào ha. Đây chính là chân dung của Hòa Thân. Ở đây có rất là nhiều thông tin về Hòa Thân thì mọi người có thể vào đây đọc ha, thông tin. Phía trước là phòng khách của Hòa Thân, còn đây là phòng ngủ của Hòa Thân. Phòng ngủ của Hòa Thân ha. Đây. Cái lúc mà Hòa Thân ở đây đó các bạn, cái giường ngủ của Hòa Thân còn đẹp hơn cả phòng của Từ Hy Thái Hậu luôn á mọi người. Đó, tại vì lúc đó là ông Hòa Thân rất là giàu ha, rất là nhiều tiền ha. Các bạn thấy không, nhà Hòa Thân cũng có một tảng đá thế này, và cung của vua Càn Long cũng có một cái tảng đá như thế này ha. Thì điều đó chứng tỏ rằng là chỉ có vua và Hòa Thân là hai người có một cái mối quan hệ rất là mật thiết với nhau. Đó, thì chỉ có
tức là chỉ có những người có địa vị rất là cao và mối quan hệ rất tốt với lại là vua thì mới có thể được trang trí những cái tăng đá này. Đá đây, cái thời ngày xưa đá đây rất là mắc và rất là quý ha. Đó. Tức là khi hòa thân ấy, có đặt tảng đá đây đó mà không bị vua hỏi tội ấy, thì điều đó chứng tỏ là vua và hòa thân có mối quan hệ rất là khăng khít với nhau. Mày thấy không, nền nhà đá sỏi ha. Ngày xưa thì chỉ có vua mới được xài hoặc là quan lớn mới được xài đá sỏi. Đây là kho của hòa thân có 2 tầng và có tổng cộng là 38 cái kho. Hòa thân rất là giàu và rất là nhiều tiền, có rất là nhiều tiền. Nói chung là tất cả đồ đạc châu báu vàng ngọc đá quý của hòa thân là được để ở đây nè. Thì các bạn biết sao không, hòa thân có đến 16 ngôi nhà, 3.000 hecta đất, có rất là nhiều châu báu ngọc ngà, tất cả mọi thứ. Và ông hòa thân ông mới nói như thế này nè: hoàng cung có bất cứ cái gì thì hòa thân đều có, nhưng có những thứ hòa thân có chưa chắc hoàng cung đã có ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tham quan vườn hoa của phủ hòa thân nha. Mọi người có thể thấy đây là cái kho chứa vàng bạc châu báu của hòa thân. Các bạn có thể thấy không, tất cả các cửa sổ đều không giống nhau. Bởi vì sao? Bởi vì khi nhìn cái cửa sổ thì hòa thân sẽ biết rằng là cái ô nào là chứa cái gì và vật báu gì trong đó ha. Đây là nơi hòa thân cũng có thể là dùng để luyện võ ở đây ha. Đó. Đây là khu vực vườn hoa của nhà hòa thân ha. Có lầu cát ha. Có đá rất là nhiều nè ha. Chỉ có những nhà có tiền và giàu có thì mới nhiều đá thôi ha. Đó. Tức là tất cả các đá này từ miền Nam trở lên ha. Thế nên là tất cả những cái người á có nhiều đá dày đó thì là phải là rất là giàu có ha. Mà chỉ có là nhà hòa thân có rất nhiều đá, điều đó chứng tỏ là hòa thân rất là giàu có ha. Hòa thân cũng buôn bán rất là giỏi ha. Thế nên là hòa thân rất là ha, hòa thân ha, kiếm tiền ha. Đó, mà hòa thân chỉ cần kiếm tiền là ổng cái gì ổng cũng buôn hết á. Thậm chí ổng còn kinh doanh ha. Hòa thân cái gì cũng buôn á, miễn là có tiền là ổng buôn hết luôn ha. Đó, các bạn coi hồ nước đẹp không? Thấy đẹp không? Thấy không? Đó, nhà hòa thân có cái hồ đẹp không nè, đó. Đó. Đó, đi tham quan nè. Đó. Đẹp quá nè. Tức là các bạn biết không, ở bên Trung Quốc á, cái con dơi có nghĩa là tiền phủ, có nghĩa rằng là những điều tốt đẹp ha. Đó thì nhà hòa thân đến có 16 cái con dơi á. Thì tất cả những cái ở cái khung cửa sổ ấy các bạn là có rất là nhiều hình con dơi á, nhà hòa thân có ha. Nhà thân họ có rất nhiều nè. Các bạn biết sao không? Đây chính là cái bể con dơi thứ 99, tức là đây là con dơi thứ 1 vàng á các bạn ha. Đó thì chỉ có nhà hòa thân mới có thôi đúng không? Đó, các bạn coi nè ha. Tức là có nghĩa là Hòa thân là người là rất là khéo, rất là giỏi về phong thủy, ông ấy rất là trí tuệ ha. Đó ha, đó. Đó, mọi người thấy đẹp không? Thấy đẹp không? Nước đóng băng luôn rồi. Trời lạnh nước đóng băng ha. Đó, đi trên những cái con đường như vậy thì hòa thân có thể ngắm cảnh được đó. Thấy không? Mọi người thấy nhà ông không rộng ha. Đất đai bao la rộng lớn ha. Đó, mọi người thấy không? Đó, mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Thấy cái đá này không? Thấy đá bao la chưa? Đá bao la này thì mới thấy được là cái tài lực của hòa thân như thế nào ha. Tại vì ngày xưa các bạn biết sao không, là chỉ có người giàu lắm mới có đá như này. Và chúng ta phải biết được là cái núi này á, nó là giờ là gọi là bảo vệ cho toàn bộ cái phủ của hòa thân ha. Đó các bạn thấy không? Đó thấy không nè. Khi vua Càn Long á, chết vào năm 89 tuổi á, thì lúc đó Gia Khánh con trai của vua Càn Long
cũng sự hòa thân ban tặng cho một cái giải lụa và nói ổng thắt cổ tự tử để chết. Thì ổng được chết toàn thây, cho nếu không là ổng phải là Chu Di Cửu Tộc. Nhưng mà tại vì là con trai của hòa thân cưới con gái của vua, đó là lý do được Gia Khánh bỏ qua ha. Chỉ một mình hòa thân là bị xử thôi. Đó, thì bây giờ mọi người sẽ di chuyển vào trong cái động để xem một cái điều rất là bất ngờ, đó chính là sẽ thấy một cái chữ phúc ở trong cái động ha. Đó, thì bây giờ mọi người đi vô trong đó ha. Đó, khi mà hòa thân á, bị xử tử á, thì tất cả tài sản của hòa thân đều bị tịch thu hết ha. Hòa thân á, hòa thân có một cái nhà kinh kịch ha. Riêng ổng có một cái nhà kinh kịch để mời tất cả mọi người đến xem diễn kịch á. Đó, đây nè các bạn ha. Đây là cái khu vườn của họ ha, của hòa thân rất là đẹp. Nhưng mà tại vì đang mùa đông ha, thì cây lá nó rụng hết rồi. Nhưng mà thật ra đó là cái khu này rất là đẹp. Và đặc biệt á, là trong cái bộ phim Hoàng Châu Cách Cách á, các bạn sẽ thấy á, là người ta đóng một bộ phim á, ở đây nè. Tiểu Yến Tử cũng đóng ở đây nè ha. Bạn thấy không, cái cửa này rất là đẹp ha. Cái cửa này có tên là chiếm trời không chiếm đất ha. Đó, các bạn thấy không? Đó, đây là cái cửa, trong đó có phụ nữ ở, đúng không? Tại vì nó có hai lớp cửa là đó, đó. Đây là cái khu vực cho nữ ở ha. Ở ngoài gọi là đại môn và ở bên trong gọi là nhị môn ha. Đó, con gái thì không được ra cửa trong và con gái không có được ra cửa ngoài, có nghĩa là nam nữ thể hiện bất tương thân, thụ bất tương thân ha. Nam nữ nói chuyện với nhau không được nói trực tiếp với nhau ha. Đó, hòa thân là có nhiều vợ hơn cả vua Càn Long luôn đó mọi người. Trong cái khu này đó có hai cô vợ của Càn Long, vợ của hòa thân sinh sống ở đây ha. Đó, tại vì kể cả hòa thân còn có một cô vợ người Anh Quốc nữa, ông có thể nói được rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau ha. Đó, nhưng mà cuối cùng thì ông cũng chỉ là phục vụ cho vua thôi ha. Đó, mình đó. Đây là Trung Nam Hải. Trung Nam Hải là nơi làm việc lãnh đạo Trung ương Trung Quốc. Trung Nam Hải thì cổ ngày xưa là vườn hoa của vua chúa. Nào, xem một cái bên đây, ở bên này, bên đây trái. Xong rồi lát nữa sẽ xem qua bên đây phải. Cái viện quốc gia này là dưới sự quan tâm của chủ tịch Giang Trạch Dân, xuất hiện ở phía bên tay phải của mình. Và trước hết mình nhìn thấy cái này là nhà quốc hội, người Trung Quốc gọi là Nhân Dân Đại Lễ Đường. Nhân Dân Đại Lễ Đường, bảo tàng quốc gia, ga xe lửa tối hôm qua mình đi qua. Viện mỹ thuật, cái chỗ mà mình lên xuống xe buổi trưa, buổi sáng mình đi từ Bến Thành đó, cái vị trí mà mình đón xe đó, bên cạnh có cái trung tâm triển lãm mỹ thuật, đều là xây dựng ở trong thời kỳ Trung Quốc mới bắt đầu giải phóng sau 10 năm, là năm 1959. Theo bên tay phải của mình thì là quảng trường Tiananmen. Mỗi ngày buổi tối sau khi quốc kỳ hạ xuống thì bắt đầu giới nghiêm, không cho du khách đi vào nữa. Sáng hôm sau khi tổ chức lễ chào cờ thì mới bắt đầu cho du khách đi vào. Bên bên tay trái của mình xem một cái, bên này là Thiên An Môn. Cái cổng thành Thiên An kiến trúc là của thời nhà Thanh, nhưng mà sự thật là người ta có từ thời của nhà Minh rồi. Thế sau này thời của nhà Thanh á thì tiếp tục tu sửa lại. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển. Mình đang đi ở trên con đường này á, thì là đường Tràng An. Đường Tràng An chiều dài của nó đạt tới gần 30 km, nó xuyên qua thành phố Bắc Kinh, chẻ Bắc Kinh thành Nam Bắc hai bộ phận. Thế chỗ rộng nhất của nó lên căn dẹp đi, ở đây có thể trực tiếp hạ căn lên phi trường được. Nào, bên tay phải của mình, Bảo tàng Quốc gia. Nào, bây giờ mình đang di chuyển qua đây là Bảo tàng Quốc gia, bao gồm hai bộ phận, Bảo tàng Cách mạng thì là cả Bảo tàng Lịch sử. Thế qua khỏi Bảo tàng Quốc gia, phía mặt tiền lên trước thì là Bộ Công an. Ở chỗ này á, thì là trung tâm chính trị của thành phố Bắc Kinh. Ok, thế mình nhìn thấy ở trên đường cái line mà có kẻ chỉ bằng vàng á, là line chuyên dành cho xe buýt đi. Ở dưới đất nó viết có số, ví dụ cái bên tay phải của mình đây là 8, 6 tới 20, thì là 6 giờ sáng tới 20 giờ tối, đều là dành cho xe buýt đi.
xe khác không được đi, chỉ làm cho xe buýt sử dụng thôi. Nên nó còn có những cái đường là 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng, 4 giờ chiều tới 7 giờ chiều thì là giờ cao điểm. Bên tay trái của mình là khách sạn 5 sao Quý Vân Lộc, rồi kế tiếp bên cạnh thì là khách sạn Bắc Kinh. Đây là những khách sạn 5 sao sớm nhất của thành phố Bắc Kinh. Theo thời xưa thông thường là đón tiếp các lãnh đạo, các nguyên thủ. Cái khách sạn Nokin bên tay trái này là tháng 3 vừa rồi chủ tịch của hiệp hội quản lý vốn nhà nước thì là ở khách sạn này đó, Lua Beijing Hotel Lua. Theo bên tay trái của mình nó sẽ sắp sửa đi qua, đây là Vương Phủ Tỉnh. Đó, bên tay trái của mình đây Vương Phủ Tỉnh. Nhà mình nếu mà về khách sạn á, ra cửa khách sạn quẹo tay phải đi tới cái ngã tư thứ hai, đi thẳng suốt thì là Vương Phủ Tỉnh. Đi bộ khoảng chừng 40 phút à, tại vì nó cự ly không xa, nhưng mà anh không đi thẳng được, anh phải vòng một cái. Cái bên cạnh kia thì là Ủy ban Chính phủ của Bắc Kinh á, tức là nhưng mà nó từ xưa rồi, bây giờ Ủy ban Chính phủ là di chuyển đi quận Hùng An rồi. Thế chỗ đó thì vẫn là cơ quan thuộc của Chính phủ, nhưng mà cái chức năng của nó thì có lẽ là sử dụng cái khác rồi. Nếu mà không vẹo cái ngã thứ hai, cái này là ngã thứ nhất, mà mình vẹo phải xong ngã thứ nhất đi thẳng xuống thì tới đây ạ. Tới đây xong rồi đi sang thì là Vương Phủ Tỉnh. Khách sạn của mình rất là tiện. Bọn em ở trong ngành du lịch có câu là cái miệng Tây An, cái miệng hướng dẫn Tây An với cái đôi chân hướng dẫn Bắc Kinh. Tại vì Tây An là thành phố cổ đô rất là lâu, thời Tần thì đặt cổ đô ở Tây An. Tây An tức là Tràng An của thời xưa mà. Cho nên cái lịch sử của nó rất là dày. Người Tây An á, đi làm nông á, đào đà quốc quốc là ra đồ cổ này á. Nó nhiều lắm, nó nhiều cái triều đại nó trùng điệp, trùng lớp với nhau. Thế 10 giờ nhà mình kéo đồ xuống tập trung ở lầu 1, sau đó đóng lên trên xe. Mình sẽ đi ăn cơm. Ăn xong cơm mình sẽ đi ra sân bay. Cái đồ đạc tối nay đóng cho thật gọn, đừng bỏ quên cái gì. Còn sách nhọn, chất lỏng, xe điện. Toàn bộ phải để vào trong vali, ký gửi, chưa không được sách tay. Còn cái... Cả nhà ơi, đồ ăn ngon không ạ? Ngon đúng không ạ? Dạ. Sao ạ? Có cải mà. Có cải, có salad. Để em nói lấy thêm ạ. Đồ nướng quá trời ngon luôn. Quá trời nướng ngon luôn. Có con mực nè. Đó nè, trời ơi, đồ ăn nướng ngon lắm. Còn có bánh xèo. Thank you.
Thôi mình nướng cho rồi. Kem á, kem á mọi người, kem mọi người. À, kem ha. Trời lạnh lắm, ăn kem nhưng mà vẫn ngon. Nè, Thanh Mai sẽ bay chuyến bay VN513 từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, bay về thủ đô Hà Nội và từ thủ đô Hà Nội mới bay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người đang đi vô máy bay. Đang đi vô máy bay. Bây giờ là 15 giờ, bây giờ 5 giờ 15 phút theo giờ của Trung Quốc. Thời gian bay từ Bắc Kinh về thủ đô Hà Nội là 3 tiếng 45 phút. Đó, và sân bay máy bay chuẩn bị cất cánh. Đây là bữa tối của hãng Vietnam Airlines trên máy bay.